Đức Thầy vô danh Thầy tặng quý con qua bài Từ Quan Đi Tu. Tiên trương huy linh, trái tiên vô hình, trong tiên thầm kinh, chẳng pháp tô tiên, mở ra sao cưa thằng tiên vô hình. Kế ức phát sinh, trừ quê trong mình, thằng tiên mở cửa. Nhìn ra hoàng xưa, nhìn ra hoàng thế, nhìn ra đại thừa. Ký ức như tâm, đi theo khi mạnh qua sanh thiện lý. Nhớ tâm phiêu tơ, thiên hạ giặc mấy thiên thơ nhà trời. Mọi hệ trong tâm, nói ra thiên ngồi danh trời tinh tụ. Nó như trí quan, thiên la địa giống nói than nguyện trời. Trái tim ký ức mở ra tim ta nói vào thiên hà vạn biến. Còn cái điểm hoàng nó thấp sáng ta lòng. Tiền con ngộ tình tu trời chân, như chiếc cầu dần, như bộ máy thiên công một trời giác trong ký ức. Có hà đồ và có mấy thai cực âm dương, có lạc thơ và khí quan của bát quan tam phương. Vô hình học và hữu phương hình tiên vũ trụ, khi mở tập nhị huệ sanh thì ta là ngôi chủ. Còn sự ngộ thân để tìm ra giang hữu. Là cơ còn vũ trụ là ngâu của môn màu, nên trời bắt đầu lập thiên la làm cái trục, để thiên hà nội thái cực của tư tin tưởng tiềm năng. Xanh là mặt trời phát minh ánh sáng của thiên thần, cho nó đạo cảnh căng thay trời hoạt đạo. Còn trời xanh mặt trăng để khí thần âm sáng tạo, giữa lúc không là trời cho cái thảo mộc thường dung, để giúp nhân ngà hà từng má ca cõi quyền cung. Thần chưa khi linh, đi theo đồ hình tiên thiên định lý. Trời di có thiền, Phật là giao hóa cái tiên thiên hà. Tinh tùng tinh ba, học theo trời gia thành tiên chân quan. Kỳ ức sanh ra, để thành đi học tại ba đại thừa. Tiên chưa về cơ, giúp ta qua bờ thành tiên đại dân. Kỳ ức huyền linh, là trời đã sắp huyền tình thiên hà. Pháp thị ma ha, sanh ra chân hoàng trời đêm lại sáng. Như nhân quá tiền, như người qua thánh họ tiên thiên hà. Trời có chi kim người tu là đi tìm trái tim ký ức. Nó là cửa sổ mình tìm kiên tâm để thông
tiêu tiên để thật gian lớn đi tìm. Qua giải giáp về thu mới đi tìm trái tim kia, cây chân pháp tụ tiền đặt bánh ma rực cao kinh. Khi ước kỳ sanh tiên mới thắng được lục tình, và sanh quá tăng kinh để dạy mình tiên thần. Còn quyền binh họ ai đôi mình từ quan để an chánh ngự, về tổ ký ức lĩnh quan để làm chủ tiền. Họ đổi phương vị cõi tiên, trong các thế đạo ta bà vô thượng học 9000 năm mới tan thiên. Là chu kỳ trời tới không biết phải về đâu, nên họ lui binh và dịch chí của bá hậu, quỳ cầu pháp thì mở cầu cho trái tim thiên chúa. Quỳ đại giác mà họ tự quan trọng tha lực, để đổi phương trần vô cực của linh quan. Nhờ tổng sư kiếm ngộ lại cửa thiền đại, họ dừng thời gian xa tiên sang hèn tìm tìm tiên ức. Cái cao thế nhân không bằng quan thức tiền đăng thiên hạ. Họ đã nhìn ra cơ ba con trời vì đời dân này, tiền không bước qua kể đó Bồ Tát đã qua ngàn trời. Kính bạn Đức Thầy vô danh thần. Đức Thầy vô danh thầy tặng quý con qua bài Lục Châu Kỳ Quan. Trời đôi tay nắng như trăng quay hiền, thành tiền tài thân sống qua kỷ nghiền, thiên hạ cùng đôi thanh tiền thiên hạ. Thiền thanh quốc gia thánh nhân vì nhà lập ra chẳng ai, tiếp thu hiền gia trong trời cũng tiếp thay cơ thiên hạ. Phật tu tại gia thay qua thiên hạ, thần tiên đánh đá đi qua giới âm, thần dương cho giải kỳ tâm trời. Quỳ thân ác tiên đi qua miền sau này tung nổ, không cho tái sanh quỳ trời tăng khí tam canh ngộ thường. Sau đại hội lân qua thì thiên tò vũ số, ba kỷ nguyên tận độ đã không lành. Thiên quỷ thần ma tới lân qua giúp số tu hành, trời tái tạo thiên sanh kỷ nguyên ghi lại các loại ác thần và tà thần lưu gót ca của trần gian. Cõi nhĩ hiền trời lặp lại cõi thiên đàng, nên đắc thưa mọc lên một kỳ quan thánh địa. Người hiếu chung già tu tại gia chung nghĩa, được ngã đạo lòng qua về kỳ quan tu sức thế. Phật phong địa đặt tên cho tất cả mới phong thiền,
phong thần thánh cho cõi địa thiên an vị, công thiên thần tâm bầu linh khí tiên cơ, phong Phật cho các vị đắc thiên thơ, và phong đạo cho thiên cơ vạn năm tê thi. Khi hai mùa đưa vào lục châu hừng thánh na địa, tháo một đậu giống trời tay gặp ma lại bầm lan ở thế gian thành kỳ quan của cõi thiên thai. Đất lành thiên gian, thánh tiên thiên hạ đưa nhau dàn thế, giúp ngôi Phật vương lập trời lập đất kỳ cương cho nhà. Cõi tiên nước ta lục châu là nhà tài hoa hiền hải, Phật Di Lặc khai nhà Nam dạy pháp Như Lai chân truyền. Bốn vàng ngôi tiên quy y chân truyền Phật tiền chân Phật, Nam Bang Phật vương trời giao làm chủ quê hương nơi trời. Ngoài thiên thâm con trông cho nước trời thành liên hiệp quân, nước Nam đàn anh nhờ thầy Di Lặc quyền cơ nhà thành. Phật quốc Nam Bang hiện ra một kỳ quan thánh đức, siêu cả trần gian như đạo vô cực thông thiền. Nhờ thánh nộng tiền rước tài qua của Phật thánh trần kiền, trên chung giới hạn tử tiên sinh vào chánh đất, quy y theo Phật thầy Di Lặc học thiên cơ. Sau ba năm họ sinh ở lại lục châu, hầu đức Phật hoàng nguyện tu là công đức, việc xã hội họ lo cho chu toàn thiên chức, nên dân kỳ quan sùng sương tới thiền. Họ sinh vào đây làm lão nhập để sinh tồn, theo học Phật chân giảng năm thánh đức, để tạo thành lắm thiên chức của trời thân. Phật tỷ tu tinh tu thật giả không lầm, họ có đủ phép thật không nay quy y theo đức Phật. Còn kỳ quan nước Phật thì cao sáng kinh sáng, Phật dạy chân truyền cho tất cả cả thánh thần tiên, tâm truyền tâm ở thiền khai đại giác cổ trái tiền. Trời cho kỳ quan thánh tiên hai hàng nhập trời mây tâu, anh ba gió mây chương trời chặt sáng cỏ cây thần vườn. Muốn tình quý thương họ tu một đường Phật vườn chặt sáng, vạn năm trái qua họ thành chân Phật Phật tiên thiên hạ. Kính bạch đức thầy Vô Danh Thị. Đức thầy Vô Danh Thị tặng quý con qua bài Chim Ưng Ấp Phụng Hoàng. Trong cửa thời gian, chim ưng bạc bàn đi tìm chân lý, để ưng hiểu ra bay vào thế giới bao là thiên. Ưng lại đi qua
thế gian ta ba trăm năm hòa nhận. Quỳnh hư thế gian một đời qua nhân hành trang làm người. Ân tiền tôn sư hối qua thiên trời cách nào đi tới, cách tu trái tim mình qua tam giới đi qua trời nào. Ân vào tu tiên trái tim mơ bầu vượt tìm ô tối, sáng ra ân bay gặp đàn hạt trắng đưa ân vào trời. Ân muốn bay cao để tìm vào hư vô trên sáng, dù mày với hạt tiên vào tiền canh để thanh nhàn. Ân học sức khỏe nguyện à linh vào tiền mà học không càng, khi dương sinh giảm kia còn lặng xuống dương lại thằng làm mình chính khi cổ thành tâm. Bay cái thân hạ ân vô sở chỗ kỳ tâm, mới sở ngộ cho tiên sinh vào bằng lai tiến cành. Đàn hạt tiên dậy ân bay à cao nhẹ cành, để đi học trái tim mà trời cho tìm nguyên thánh. Cây xa các bậc đào ở thiên hạ, nó giáp nhau như cửa thiên và bát quan, sắp thành hàng như một ba giải đô thơ. Ân hiểu rồi tiên hậu nổi hoạt cơ, tiên thiên lý tam quy tiên thiên hiệp bồng, còn hậu thiên chia năm trời để phân hỗn độn. Lý vô thường sanh vô qua chỗ càng khôn, cho những tiền ngàn thần lập thành kinh cố tạo quá dị ngôn. Ân bay vào trong thấy không có mình mà sinh cũng lớn, ân kia ngạc nhiên sao tôi hình thể y tiên đổi hình. Phùng răng thế kinh đắc y đôi hình, vì trời đôi lý tiên thiên là ba, hậu thiên là nó hai ta một thầy. Thằng thơ ứng bay trái tim nghi hỏi ta đây là nó sao đẹp xinh, còn mình già quá mà sao là mình. Giờ trời hình dung thấy xa vô cùng, sao mình là nó. Ngẩn ngơ nghĩ gì, thằng nào mới đứng tu gì là mình. Từ đó phượng hoàng bay theo chim ưng đi vào trần thế, mỗi mùa trăng được tìm thế của ưng về. Mày ở hậu thiên còn ta ngồi hôn cõi bồ đề, giữa tâm và lý không dai kề, không ngộ ra chân lý. Cái hậu tiền thần và cái ly cổ tiền thiên, cái nguyên linh là thánh thể nhà tiên, thì gian thế con phượng hoàng nằm trong tim tháng ngần. Thằng này sanh thì thằng kia phải tử, tiên hậu tiên thiên hai câu ngẫu ở trần.
bay cao là sức thế học của phương trần. Tiếng nó nhẹ vì thằng linh chưa nhiễm trượt, còn chim ông thầy ao ước nặng nặng canh gió sương. Cả hai ngộ nhau nhờ sự cách cảm thiên nhân, thằng kiệt ngộ người thánh nhân chung chuyện mì. Cây con ông là ngộ hồng trần thánh ly, còn cái phần của ông sẵn linh thể của thằng đồng. Hữu thanh là vô, vô sanh hữu của cờ. Chào ngô không ưng, ưng ta vui mừng không mình cần thể. Tiên thiên kỳ sanh, phùng hoàng ưng ấp nó sanh phùng hoàng. Ra vào thế gian, hai thân chú con đi vào tam giới. Cái thân nào đi, cái thân nào ở phương gì đêm trời. Chúng ta Đức Thầy vô danh thị. Đức Thầy vô danh thị tặng quý con qua bà hữu xạ nhiên hương. Hồ xa nhiên hương, con tâm thế thường học tu vô mưa. Nó bay sông cao, tối ngày chỉ mua trăng sao nhìn trời. Ngầm ngay cao ngôi, ta bay ra trời đung bầu đi nguyện. Làm sao bay qua, để thành chim thánh bay xa tuyệt vời. Mượn giờ thành thơi, con công nó ngồi ngày đêm ấp trứng. Trứng âm không xanh, nó mượn linh tánh vô xanh thù hình. Thằng qua thủy tinh, tích trong chân mình đến ngày chân nở. Chim con nở già, trong già nuôi nó một lần trường thành. Phượng hoàng mọc lông nó khác trong già, khác giống chim trăng trần thế. Mọc cửa sinh ra khác thể của công hình. Khác ngộ sắc gia lâm, và thanh là nhẹ thanh hình. Từ đó nó dạy cho công thành nhập định. Nó giao cảm với tiền thành, nó chỉ kính vì tiên. Công già ngộ ra cái lý hậu thằng tiên. Sự chân quá có hai miền, trong tiên thiên và tiên hậu. Đẹp như công nhìn, phong hoàng càng nhìn càng sâu. Phong hoàng đưa công đi vào vũ ở tiên trong bắt đầu. Ngộ sắc ngộ quang, nó tổ điểm phụng hoàng. Thanh quang giác cho phụng hoàng tuy kiên ngoại. Công thả hồn theo nó để phương lai. Cửa vô hình nó nhập qua trời mây, vào các cửa phương Tây thiên thần tiên phương ngoài. Công giai ngộ ra tam thần vào tiên thiên lãnh hồn. Xin đổi thân mình xả bóng mà tôi để tầm nguyên. Đến ngày nhập thực tam thần để một thể cái duyên. Hoàng sinh ra tánh tiên nó nhớ, từ tiên nó nhớ. Cách bay thần tiên qua trời qua biển qua thiên thiên hà.
kế ức nhận ra của ba phương trời cách xa vạn lý mới hay quyền cơ trong lòng đã có thiên thơ chỉ dài nó đưa thẳng tâm như đưa vào lòng cho tâm nguyện thanh chỉ quan đối phương công thành phong mô tơ vương phi lành trái đạo lục thông đấu lâm phùng quang kinh ta càng sáng ngộ ra ta công lòng ta có chưa chứng ông phùng quang dạng lý sơn khê cả hai đi theo về trái tim chân thiện mỹ học đạo du tiên để ra khỏi thế gian hề ta kết đóng tùng viên họ quên là cửa bồ đề còn chứng không trong mà ngồi ấp hoàng bao giảng chiếc không cho dương vào lấy hai được ba đạo càng khôn mô ni châu âm chứng của linh hồn không có khí dương tương không sanh phụng hoàng ra được chân ấp không nở lại chạy ra ngồi tu phúc cái tụ gia long làm sao có được chân tình nhờ công mắt chứng phụng hoàng kia mới nở nguyện thành nhạc chánh pháp của dương kim kỳ hào đưa vào môn ni này phật đạo mới đủ kim dương có phải xưa nay cách ấp chứng lộn đường nên công ấp sai phương trần nên không sanh ra phật còn tâm kinh là tiên công ngộ ra giữa mình và trời đất lấy kinh gì để thành kim đỉnh thiện sơn dạy trái tim của công mà rồi đang mong mỏi tùng chứng cần có dung kim quan vô thường sanh phương cho nó không cho nó ăn tức hồn nó đổi linh căn chết rồi nó dùng tu tinh ăn no phương trình nâng lên nó thoát tinh ba trong ta tức là phật ở trong ta linh kính bạn đức thầy vô danh thị. Đức thầy vô danh thị tặng quý con qua bài đạo lực chi danh. Còi trời bắc phương thiên cung thiên hạ lòng lòi bắt đầu sao đấu sao ngu từ di phan chiếu sao su thành đường dòng con thiên cung nó như trên trời tình tình trong đó kiểm tra thời thiên các tròn tinh tú đi theo dây chuyền sao đầu thiên cung sao ngô thương nguồn thường thiên di kiến chòm sao tứ nhị tức là định số đường đi thiên hà sao số tinh ba như ta tinh thần hoàn sanh tế thế như quân thần trang như phụ tư hiếu sư quân hòa dân
quân sinh cầm nắm vô hình thiên trụ. Còn sao ngu là tranh phù của tam trào. Đạo quân thần can, đạo thiên cường cố anh nào. Nếu như giả quân thần ta sư, tượng gì hình hạ tình nguyên khi của quốc gia. Đạo quân thần ở trên giải thiên hạ, thiên số học cho trời cha sắc cơ chân thiên. Các chồng xa và trời trăng tinh tu, đều đi theo sở vô hình làm chỗ. Còn tròn sông lặng cánh thu giữ thiên hà, trên quân chủ sao mẫu trần lập pháp. Thiên pháp là thế giới Bồ Tát ca của sao môn. Chánh phủ này dạy đạo trời lý để trùng tu, cho thiên định của thần tiên tu thiên pháp. Và con sửa những trầm sao đi lạc, Bồ Tát giải thiên hà này họ lại làm quan. Bác ngay của nhà trời thề chân mãi linh quang. Sao ngô thiên nam là theo trời già lực gia hiên pháp. Tôi dẫn cho vua xâm nam thế giới tu chung đại thừa. Ở trong chân sao phải theo thiên bao giữ yên thân kỷ, giúp cho thiên thai điều hành tinh tú đi qua thiên ngồi. Từ quý ba ngôi trong vai số trời ở thiên tam giới, tự sinh phát mình ta cảm sao nước hoàng kinh thiên hà. Ở trong quốc gia thường thiên hạ đô hầu thiên bát quái, sanh ra là thơ sống theo định số thần ở thiên hà. Ba chòm sao tử di là thiên y thiên phổ, cầm đạo lực tử sinh và sắp sô giải thiên hà. Sô mạnh thần tiên và tiên tử thánh tiền nhà, như thượng nghệ diễn sắc không hạ diện, làm theo lập cần hoàng tiên hoa của thời gian. Sắc số cho tình tu với trời trăng, xuống hậu dây sắc chức năng cho người và thế đạo. Lực của trời do trọn sao tử quỳ chi cao, thưởng phạt trong mà minh thầy còn tạo mấy vô hình. Hoàng tròn sang su là chi cương của tinh thần, hạ nghị sĩ đại diện cho dân và chánh phủ, bảo vệ cân bằng lực sở hữu chủ trì thiên. Đại diện trời hòa giải rõm quyền, có những điểm tự do theo dân hiến, cho lực trị dân để dân hà quyền không biên. Tự hòa bình trong tấm đạo của thần tiên, gọi chung là tự do ngôn luận và thi cố trần kề.
đào số hiên danh, giúp tăng hòa bình nhân sinh đời sống. Càng vua ái dân, càng thần ai quốc càng ngăn độc tài. Công lý trời Tây, gió mây thần hành không sanh bạo khí, để cho tinh hoa tự do hiện nay tự do cầu hành. Kính bạn Đức Thầy Vô Danh Thầy.